Xin chào các khán giả thân yêu của Lịch sử Trung Quốc. Các bạn thân mến, trong những ngày nay, cả thế giới đều đang hướng về cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Và khi mọi người vẫn đang tìm hiểu về nguyên nhân của cuộc chiến, thì thực tế, trong một tuyên bố từ năm 2007, Tổng thống Nga Putin đã tiên tri dự báo trước về cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay, khi chính phương Tây là bên châm ngòi cho tình trạng tồi tệ nhất. Cụ thể sẽ có trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng theo dõi. Lời đe dọa từ năm 2007. Theo National Interest, các chính phủ NATO và truyền thông phương Tây đang cực kỳ kích động trước những yêu cầu gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc NATO phải đảm bảo về một số vấn đề an ninh. Cụ thể, Điện Kremlin muốn đảm bảo rằng Liên minh sẽ giảm phạm vi hiện diện quân sự ở Đông Âu và sẽ không bao giờ chấp nhận tư cách thành viên của Ukraine. Thật kỳ lạ là khi cả nội dung và giọng điệu của Moscow dường như đã khiến các quan chức Mỹ và NATO ngạc nhiên. Tuy nhiên, các dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo Nga đang lo lắng và tức giận trước sự xâm phạm ngày càng tăng của NATO và lãnh địa an ninh của Nga đã được thể hiện trong nhiều năm qua. Cựu lãnh đạo Boris Eltsin đã phàn nàn về giai đoạn mở rộng đầu tiên của NATO khi đưa Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hungary vào liên minh năm 1998. Sự phản đối của Moscow ngày càng gia tăng và kiên quyết hơn với mỗi lần khiêu khích sau đó. Điều này đã dẫn đến một cảnh cáo đặc biệt rõ ràng được Tổng thống Putin đưa ra tại Hội nghị An ninh Munich thường niên vào ngày 10 tháng 3 năm 2007, được tờ National Interest mô tả như lời tiên tri cho cuộc khủng hoảng Ukraine ngày nay. Ông Putin nhắm thẳng vào quan điểm phổ biến ở Mỹ trong suốt những năm 1990 và đầu những năm 2000 rằng hệ thống quốc tế là đơn cực và sức mạnh của Washington là bất khả chiến bại. Putin dứt khoát bác bỏ mô hình đó, ám chỉ các cuộc can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Balkan và Iraq, ông tuyên bố: "Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến sự lạm dụng vũ lực gần như không thể kiểm soát. Lực lượng quân sự trong các mối quan hệ quốc tế đang đẩy thế giới xuống vực thẳm của những cuộc xung đột vĩnh cửu." Và tất nhiên, ông Putin tiếp tục: "Điều này cực kỳ nguy hiểm. Kết quả là không ai cảm thấy an toàn. Tôi muốn nhấn mạnh điều này, không ai cảm thấy an toàn." Khi chuyển từ những quan sát chung chung sang tập trung vào mối quan hệ của Nga với NATO, những phản đối và cảnh báo của ông Putin càng trở nên rõ ràng hơn. "NATO đã bố trí lực lượng tiền tuyến của mình ở biên giới của chúng tôi. Mặc dù vậy, chúng tôi không phản ứng gì với những hành động này." Ông tuyên bố, sự mở rộng của NATO thể hiện một sự khiêu khích nghiêm trọng, làm giảm mức độ tin cậy lẫn nhau. Và chúng ta có quyền hỏi, sự mở rộng này nhằm chống lại ai? Và điều gì đã xảy ra với những đảm bảo mà các đối tác phương Tây đưa ra sau khi Hiệp ước Warsaw bị giải thể? Cảnh báo sau cùng. Tổng thống Putin rõ ràng đã có một cái nhìn khác. Ông cho rằng NATO không phải là một tổ chức toàn cầu, trái ngược với Liên Hợp Quốc. Đó trước hết là một liên minh quân sự và chính trị. Hơn nữa, những lo ngại và phản đối của ông còn vượt ra ngoài việc mở rộng thành viên NATO đơn thuần. Những nghi ngờ của ông còn tập trung vào việc vì sao cần thiết phải đặt cơ sở hạ tầng quân sự ở biên giới của Nga trong quá trình mở rộng này. Putin cảnh báo những người đồng cấp phương Tây thay đổi hướng đi. Nhìn lại, đây có thể là cơ hội cuối cùng để tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa phương Tây và Nga. Tuy nhiên, như kịch bản thường thấy, các quan chức Mỹ và NATO bày tỏ lo ngại về giọng điệu được cho là gây chiến của bài phát biểu mà họ tin rằng không đóng góp vào mối quan hệ thân tình Đông-Tây. Bài phát biểu tại Munich của Tổng thống Putin là một lời cảnh báo ngoại giao quan trọng đối với Mỹ và các đồng minh về sự kiên nhẫn của Nga trước sự xâm lấn của NATO đã kết thúc. Nhưng trong những năm sau đó, các nhà lãnh đạo phương Tây, đặc biệt là Mỹ, nhiều lần tiếp tục vượt đèn đỏ, đặc biệt là cuộc khủng hoảng Ukraine vào năm 2014, kéo dài đến tận ngày nay. Những yêu cầu mới nhất của Điện Kremlin về đảm bảo an ninh về việc NATO rút quân khỏi biên giới có thể là lời cảnh báo cuối cùng. Mỹ và các đồng minh đang ép Nga vào thế khó, và điều đó thực sự là không khôn ngoan nếu mục tiêu để tránh chiến tranh với một cường quốc được vũ trang mạnh mẽ. Thực tế rất nhanh chóng, Tổng thống Nga Putin đã tiến hành cuộc chiến tranh với Ukraine trên thực địa bằng sức mạnh của bom đạn và uy lực của một cường quốc hạt nhân. Dù đã tiên đoán trước là xung đột sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn bàng hoàng khi nghe tin những đơn vị quân đội Nga vượt biên giới tiến vào lãnh thổ mà Tổng thống Nga vừa gọi hôm trước. Ukraine không chỉ là một quốc gia láng giềng đối với chúng tôi, đó là một phần không thể tách rời của lịch sử, văn hóa và không gian tâm linh của chính chúng ta. Đây là những người đồng đội, những người thân yêu nhất của chúng tôi, không chỉ là đồng nghiệp, bạn bè và những người đã từng phục vụ cùng nhau, mà còn là những người thân, những người gắn bó máu thịt, gắn bó gia đình. Quy mô của cuộc chiến tranh vượt ngoài khuôn khổ một cuộc động binh như dạy cho Việt Nam một bài học mà Trung Quốc từng tuyên bố. Nước Pháp cũng bàng hoàng và bất ngờ, chương trình dự kiến dành cho tranh luận của các ứng cử viên cuộc bầu cử tổng thống đang đứng ở ngưỡng cửa phải tạm dừng trên vô tuyến truyền hình để đưa tin sang sự can thiệp quân sự của Tổng thống Nga. Trên truyền hình Pháp, hình ảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky râu chưa cạo, mặc chiếc áo len nhưng khoác vội trên nền một chiếc phông căng vội, tuột cả một góc nên minh họa sự bối rối của cả Ukraine và phương Tây. Nước Pháp hiện là Chủ tịch Liên hiệp châu Âu đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Nga xuống thang. Những chuyến viếng thăm Moscow cũng như điện đàm hàng giờ liền với nguyên thủ Nga của Tổng thống Macron chứng tỏ đường lối ngoại giao bền bỉ của Pháp. Song như đã thấy, súng đã nổ và bom đã rơi. 3 tháng rưỡi qua, ông Vladimir Putin với khuôn mặt lạnh lùng và bất động vẫn giữ lại kênh đối thoại với phương Tây, đã đánh lạc hướng châu Âu rằng các nhà ngoại giao có lý với nỗ lực để tránh chiến tranh, phép lạ đã không xảy ra. Tác động trực tiếp, chiến tranh nổ ra buộc Liên minh châu Âu EU không những phải thống nhất thảo luận về các biện pháp trừng phạt mà còn phải chuẩn bị dư luận về cái giá không thể tránh khỏi đối với nền kinh tế. Trước hết, EU phải tính đến cán cân thương mại đến 80 tỷ euro vào năm 2020, gồm 3/4 nguồn tiền đầu tư của Anh, Đức, Ý, Pháp đã rót vào Nga. Điều này sẽ còn được trực tiếp duy trì hay không trong những tháng tới? Nước Pháp đã kiệt quệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ 2 năm qua. Quỹ bảo hiểm xã hội Pháp vốn rộng rãi và hào hiệp với người dân từ hàng chục năm nay, thất thu đến 5 tỷ euro, càng bần hàn sau thời gian gắng hả hơi tiếp sức cho người dân. Cả Pháp và Đức đều lệ thuộc khí đốt buôn bán với Nga. Giá xăng dầu tăng vọt, năng lượng dùng trong mùa đông là bài toán đau đầu cho EU. Trước khi chiến tranh nổ ra, tờ báo Les Echos của Pháp cho biết nỗi lo chiến tranh xảy ra ở Ukraine đã làm rối loạn thị trường, làm phức tạp thêm công việc của các ngân hàng trung ương hậu Covid trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng lên. Đó không phải là một hạt cát gây trở ngại cho cỗ máy mà là cả một tảng đá. Cuộc khủng hoảng xảy ra làm đảo lộn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ càng để hỗ trợ kinh tế, xử lý lạm phát qua việc tăng dần lãi suất. Chứng khoán lao dốc, bên cạnh đó là nguy cơ cú sốc dầu lửa. Dầu thô có thể lên trên $100 một thùng, vì nếu khởi chiến, Nga sẽ làm giảm sản lượng dầu khí. Nguy cơ thị trường mất kiểm soát là không phải bàn cãi. Raphael Hameon Brauman, tiến sĩ kinh tế và chuyên gia năng lượng nói, giá năng lượng ở châu Âu sẽ nhất thiết tăng theo xung đột, vì lục địa này phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga. Moscow đại diện cho 40% lượng khí đốt nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, vượt xa Na Uy 18% hoặc Algeria 12%. Vì Nga là nước sản xuất lớn nhất và là nước xuất khẩu khí đốt thiên nhiên hàng đầu thế giới. Khí đốt của Nga chiếm 55% lượng nhập khẩu từ Đức, 80% từ Áo so với dưới 20% của Pháp. Đương nhiên, giá ga có tác động đến một số hóa đơn, đặc biệt là tiền điện. Theo các chuyên gia, kịch bản tồi tệ hơn rất có thể xảy ra là nguồn cung khí đốt của Nga bị cắt giảm toàn bộ. Nghịch lý. Một nghịch lý phát sinh sau khi phương Tây áp dụng trừng phạt Nga sau việc sáp nhập Crimea là cán cân thương mại bất bình đẳng nghiêng về phía có lợi cho Nga. Năm 2021, xuất khẩu từ Pháp sang Nga đạt tổng cộng 6,5 tỷ euro. Ở chiều ngược lại, Pháp nhập khẩu 9,7 tỷ euro mỗi năm từ Nga, chiếm 1,7% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Paris, chủ yếu là khí đốt. Hiện tại, 700 công ty con của các công ty Pháp được thành lập trên lãnh thổ Nga. Hãng ô tô Renault, siêu thị Auchan và hãng dầu khí Total đều có chân ở nước Nga, tuyển dụng đến 200.000 nhân viên tại đây. Trường hợp phải rời Nga, các nhà kinh tế Pháp chưa đưa ra con số cụ thể sẽ là cú sốc gây bị thiệt hại ở mức độ nào. Chưa kể đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp phụ thuộc nhiều vào sự hiện diện của họ ở Nga, lên tới 40 hoặc 50% lợi nhuận của họ. Tôi nhắc lại, phong trào áo vàng Gilets Jaunes bùng nổ tự phát, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và bất ổn ở Pháp trong hơn 1.000 ngày bùng ra chỉ vì giá nhiên liệu tăng thêm 3 cent/thùng. Hậu quả đó còn chưa khắc phục xong thì đại dịch lại ập tới. Bất hạnh với kế hoạch 5 năm dài hơi không hồi kết. Trong thời gian qua, đặt nước Pháp trước tình thế nan giải. Trừng phạt nước Nga đồng nghĩa với thắt lưng buộc bụng cho đến cắt đôi cơ thể, hay im thiền thiết trước những giá trị nhân đạo và hòa bình đang bị xâm phạm. Mà câu trả lời đưa ra không thể ớ mờ với những từ ngữ mập mờ, phút đuôi hay cách nói lưỡi gỗ của các nhà ngoại giao. Trong Liên hiệp châu Âu còn tồn tại vấn đề nội hàm đau đầu không kém là các quốc gia thành viên không tôn trọng giá trị chung của EU và nhà nước pháp quyền, tiền thì nhận nhưng nghĩa vụ thì lờ. Căng thẳng giữa Liên hiệp châu Âu với Hungary và Ba Lan đã nảy sinh ít nhất từ 5 năm nay, cho thấy sự khinh nhờn của các nước tân dân chủ, cựu cộng sản với vai trò của Pháp và Đức cố vực dậy nền kinh tế châu Âu. Không có sức nặng với chính các thành viên cùng chung dưới một mái nhà, vậy Pháp và Đức có khuyên răn nổi nước Nga? Theo tôi là không. Nguyên lý trong trường Matthew, Kinh Tân ước nói rằng ai đã có được thì cho thêm và sẽ có dư thừa, còn người nào không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Các bạn thân mến, trong mọi cuộc chiến tranh, kẻ thua luôn luôn là người dân. Và hôm nay, người dân Nga, người dân Ukraine, người dân toàn thể châu Âu và thế giới đang cùng gánh chịu số phận của kẻ bại trận. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.